Nếu hồi đầu mùa, có người nói Man City sẽ kém đội bóng nào đó đến 8 điểm vào đầu tháng 4, chắc chẳng mấy ai tin, đặc biệt nếu đội bóng xếp trên lại là Arsenal. Kết quả bi quan nhất của thị trường cá cược trước mùa giải đều cho rằng Liverpool sẽ kết thúc kém Man xanh khoảng 4 điểm. Tất cả các tính toán đều có tính khoa học cao, được phân tích dựa trên những thống kê có tính dài hạn. Nhưng xem ra, mọi thứ đều sai. Nếu bây giờ Liverpool hơn Man City 8 điểm thì chẳng có gì bất ngờ. Mùa giải năm 2019 đến năm 2020, Jurgen Klopp và đội của ông còn bỏ xa đoàn quân của Pep Guardiola tới 18 điểm. Vậy mà giờ đây, Man City lại kém Arsenal đến 8 điểm dù đội này chưa bao giờ kết thúc cao hơn vị trí thứ 5 kể từ mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Guardiola và Klopp ở Anh. Có thể là Arsenal suy tàn, nhưng cũng có thể vì Liverpool và Man City đã tạo ra một tiêu chuẩn quá cao so với phần còn lại. Người ta nghiêng về vế sau nhiều hơn, thế nhưng sau 4 năm xuất sắc gần như liên tục của Liverpool và Man City, sự cạnh tranh có vẻ dừng lại quá đột ngột dù nếu nhìn từ mùa giải trước thì không ai tưởng tượng ra. Xuyên suốt lịch sử của Premier League cũng có lẽ là lịch sử của thể thao, không ai hiểu rõ hơn về cách duy trì sự thống trị lâu dài bằng Sir Alex Ferguson. Trong 21 mùa giải Premier League với tư cách là huấn luyện viên của Man United, ông đã giành được 13 danh hiệu. Họ chưa bao giờ trải qua hơn 3 mùa giải mà không vô địch giải đấu. Có duy nhất một lần, sau khi trải qua 3 mùa giải không có danh hiệu, họ đã tiếp tục với 3 danh hiệu liên tiếp. Đó là tiêu chuẩn thượng thừa, thống trị chậm rãi, sáng tạo liên tục, ổn định dài hạn. Họ là một phần quan trọng của định nghĩa, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Vào năm 2012, Sir Alex có buổi nói chuyện ở Harvard về cách thức thành công, ông cho biết, chúng tôi đã xác định được 3 cấp độ cầu thủ, 30 tuổi trở lên, 23 đến 30 tuổi và những người trẻ hơn. Tôi tin rằng chu kỳ của một đội thành công có thể kéo dài 4 năm và sau đó cần có một số thay đổi. Mặc dù có thể tùy vào từng giải đấu, nhưng một cầu thủ trung bình có xu hướng chơi khoảng 4 năm ở đỉnh cao sự nghiệp trong độ tuổi từ 24 đến 28. Các câu lạc bộ đương nhiên cũng bị tác động bởi các cá nhân. Căn cứ trên thành tích thi đấu, thì cả Liverpool lẫn Man City đều đã có những chu kỳ 4 năm rất tuyệt vừa qua. Man City có thể không sa sút, nhưng Liverpool đã đi quá con đường mà không tìm ra được sự thay đổi đặc biệt nào. Trận đấu mà người ta cho rằng Liverpool cùng Man City đạt đến cực đỉnh, đó là trận lượt về mùa giải năm 2018 năm 2019. Trận đấu có ý nghĩa 6 điểm và Man xanh thắng trận đó nhờ pha cứu bóng trên vạch vôi gây tranh cãi của Johnson. Sau đó, Man xanh vô địch còn Liverpool thì thắng Champions League. Chỉ có hai cầu thủ của Man City ở trận đấu này, Ederson và Bernardo Silva, hiện vẫn còn là trụ cột. Còn bên phía Liverpool thì Alisson, Arnold, Virgil van Dijk và Andy Robertson vẫn đang chơi bóng ở Anfield cùng với Jordan Henderson và James Milner đá hàng tiền vệ. Chưa hết, hàng công vẫn còn Mohamed Salah và Roberto Firmino. Có đến 8 trong số những cầu thủ đá chính từ trận đấu của mùa năm 2018 đến năm 2019 vẫn ra sân đá 15 trận ở giải ngoại hạng mùa này cho Liverpool. Phía Man City chỉ là 2 người. Trong số những cầu thủ ra sân ít nhất 50% số phút thi đấu của Man City mùa này, có 8 cầu thủ nằm trong độ tuổi 24 đến 28. Một người tưởng là ở đỉnh cao như Cancelo vẫn bị Pep Guardiola cho Bayern Munich mượn mà không hối tiếc. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẵn sàng thay đổi, điều tương tự với Sir Alex ngày trước. Ông già người Scotland từng để trung vệ Jaap Stam ra đi ở tuổi 29 kể cả khi cầu thủ người Hà Lan đã có thêm 5 mùa giải thành công với Lazio và AC Milan. Trong khi đó, Liverpool đã giữ chân hầu hết các ngôi sao của họ càng lâu càng tốt. Chỉ có 2 trong số những cầu thủ ra sân ít nhất 50% số phút ở mùa giải này rơi vào khung tuổi 24 đến 28 là Arnold và Joe Gomez, nhưng cả hai lại chơi rất tệ. Phần lớn trụ cột của Liverpool mùa này đều ở khung tuổi 29 đến 32, tức là những người đã trải qua giai đoạn thăng hoa nhất của đội bóng. Việc có đến 20 lần được trao cơ hội ra sân của James Milner 37 tuổi rõ ràng là một sự bế tắc khốn cùng. Thế nên cho dù Man City có thể không sa sút thì câu chuyện về kỷ nguyên đối đầu giữa họ với Liverpool cũng chẳng còn được nữa. Chưa biết ai là đại địch sắp đến của Man xanh, nhưng gần như không thể là Liverpool. Đội chủ sân Anfield đã đi quá con đường mà không tìm ra được sự thay đổi đặc biệt nào.